được thấy là một cái năng lực của nhất định. Cho nên là các giáo viên, các cán bộ học cũng phải thi cho các em thôi. Rồi Đại học Thái Nguyên cũng có chuẩn năng lực dành riêng cho sinh viên thì chúng ta bây giờ chúng ta là sinh viên chúng ta quan tâm đến đề án chuẩn hóa năng lực cho sinh viên thì cái đấy có thể có chữ học sai, các cái đề án đó có chữ học sai của Thái Nguyên. Chúng ta mới tìm hiểu kỹ để có học sai, có sai của Thái Nguyên để xem. Và người ta còn có